Sīlena pūva sāmbadā, sīlena nipotanyanti, tasmā sīlang viso thāyē. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tính phải ráng thọ trì dễ luật chứ được trong sạch, đừng có lầm nhờ. Sa thu lành thay. Thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán đức tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị hôn thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh và nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ nằm nơi tâm. Nam mô Buddha giá, nam mô Dhamma giá, nam mô Sangha giá. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, là sau lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới Avatthana, xin được nhường cho Sít MC Nhật Huỳnh nha. Nhường Sít Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Phật Thana. Nam mô Bích Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Minh Phật Thana sẽ rạng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Đại Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Buôn Bỏ, kính chào Vinh Quách Thanh Á. Mình chào Maha Ra Chá, kính chào Chanh Đá Rá, mình chào Thi An Lạc, mình chào Sịch Rạn Đông. Kính chào Hiển Mộng, mình chào Châu Phan. Kính chào ai kêu em đó. Mình chào Học Giáo Pháp, mình chào Thi Na. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ Chư Trung Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thường Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quách Thanh Á đã thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sích Rạng Đông đã mở room và cho đạo tràng nghe bài pháp của Sư Tại Khanh. Nam mô Bích Tha Giá, dạ cảm ơn Minh Bích Tha Ná cho bài học. Dạ con không biết Đại Đức có trước máy không, cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Tha Giá, dạ. Dạ thú, dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Đại Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn trường phong ôn bài pháp quốc kinh số 141. Nhật Quỳnh kính mời Minh Bích Tha Ná, mến mời Sức Rạng Đông, mến mời Học Giáo Pháp, mến mời Thina và Nhật Quỳnh cũng kính mời tất cả bàn tay quý vị có thể đưa lên để ôn bài. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức. Đại Đức đã vào đạo tràng để cho đạo tràng pháp cứu kinh được ấm áp trong khi thiếu vắng những bàn tay ôn bài cũng như room thiếu vắng giảng sư. Có sư thì đạo tràng rất là hoan hỷ, rất là ấm áp, nên con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tiểu Đức hàng ngày hãy vào đạo tràng ạ. À. Dạ, năm giá và dạ, bây giờ thì con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ. Dạ alo, đạo tràng có nghe được sư không? Dạ sư. Nam mô Bích Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá,
Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài Kinh Pháp Cú câu số 141. Na nát ga cha ri già na cha ta na pành ca na na sắc ca than tí lá xa dít qua ra chô quá chanh lăng út cú tí cáp bát thà năng sô thèn tí mắc chăng á quy tình na can khăn. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc cho kết mình, tuyệt thực năng trên đất, nhớ yên ngồi sớm, làm con người được nếu không trừ nghi hoặc, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bằng cách lõa thể lang thang, hoặc là bệnh tóc cho thang kết mình, hay là bôi mặt bùng sình, hoặc như tuyệt thực tớp hình sậy khô, tu gì đất bẩn nằm co, lấm lem bụi dính phết nho phết nhơ dọa. Những chữ phải không? Phết nhơ lấm lem bụi dính phết nhơ dọa người ngồi sợm hoặc nhảy lôi chôi, nhịn ăn nhịn thở sống đời vị nhân. Ấy là thanh lọc thân tâm, hoài nghi trừ diệt thánh nhân đời này. Than ôi khổ hạnh đặc bài, nhân khổ quả khổ biết đi tí cuộc. Lời của Hòa Thượng Giới Đức, dạ bài hơi dài ạ. Dạ con xin kể ạ. Na na ca cha ri ya na cha ta na panh ca na na sa ka than de la sa yi ka wa ra cho wa chan lang o ku ti ka pa tha nang so than ti mat chang a wi ting na kan khang na na ga cha ri ya na cha ta na pang ka na na sa ka than de la sa yi ka wa ra cho wa da ra cho wa chánh lăng u cu ti ca pa tha năng so thèn ti mạc chăng a quy tình a can khăng na na ga cha ri ya na cha ta na panh ca na na sa ca than de la sa yi ca wa ra cho wa chánh lăng u cu ti ca pa tha năng so thèn ti mạc chăng a quy tình a can khăng. Dạ con xin hết ạ. Bài khá dài. Dạ kính mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức. Con kính chào Đạo Tràng. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 141. Na na ga cha ri ya na cha ta na pang ka na na sa ka thang li la sa yi ka wa ra cho wa chan lang uk ku ti ka pa tha nang so thang ti mak chang a wi tình na kang khang. Na na ga cha ri ya na cha ta na pang ka na na sa ka thang di la sa yi ka wa ra cho wa chan lam uk ku ti ka pa tha nang so thang ti mak chang a wi tình na kang khang. Na na ga cha ri ya na cha ta na pang ka na na sa ka thang di la sa di ka wa ra cho wa chan lang u ti ka pa tha nang so thang ti mak chang hi a wi tình na kang khang. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc tro rét mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhốt xiên ngồi nhộn xổm,
làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na na ga cha ri ya na cha ta na pang ka na na sa ka thang di la sa di ka wa ra cho wa cha lang u ti kap pa tha nang so thang ti mat chang na quy tình na cẩn khăn. Bằng cách lọa thể lang thang hoặc là bệnh tóc tro thang rét mình, hay là bôi mặt bùn sình, hoặc như tuyệt thực tốt hình sậy khô, tu gì đất bẩn nằm co, lấm lem bụi dính phết nhơ dọa người, ngồi xổm nhảy lôi chôi, nhịn ăn nhịn thở sống đời dị nhân, ấy là thanh lọc thân tâm, hoài nghi trừ diệt thánh nhân đời này. Than ôi khổ hạnh đặc bài, nhân khổ quả khổ biết hay trí cuồng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt vừa mới vào đạo tràng. Không biết Sistina có trước máy không? Kính mời bàn tay của Sistina, kính mời bàn tay của học giáo pháp. Dạ, kính mời bàn tay, kính mời học giáo pháp nha. Sa thú, kính cảm ơn cô Rạng Đồng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức, quý bà quý cô tu nữ. Con xin chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 141. Dạ, con xin sám hối. Nagacariya nachata nabanka nana sakathang dilasa yikawa racho wa chàng lằng úc cú tí cấp bá thà năng sô thèn tí mắt chàng á quy tình ná căng khăng. Na na ca cha ri ya na cha cha ta na bằng ca na na sa ca thằng đi la sa di ca hoài ra chỗ quá chẳng lằng úc cu ti cấp ba tha năng sô thèn ti mắt chẳng á quy tình na căng khăn. Không phải sống lọa thể, bệnh tóc tro rét mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớp si ngồi xổm, làm con người trong sạch nếu không trừ nghi hoặc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na na ca cha ri ya na cha ta na bằng ca na na sa ca thằng đi la sa di ca wa ra cho wa chàng lằng úc cu ti cấp ba tha năng so thèn ti mắt chàng a quy tình na căng khăng. Na na ca cha ri ya na cha ta na bằng ca na na sa ca thằng đi la sa di ca wa ra cho wa chàng lằng úc cu ti cấp ba tha năng sô thèn tí mắt chàng á quy tình ná căng khăn. Bằng cách lọa thể lang thang, hoặc là bệnh tóc tro thang trét mình, hoặc là bôi mặt buồn sình, hoặc như tuyệt thực tốt hình sậy khô, tu gì đất bẩn nằm co, lấm lem bụi dính phết nhơ dọa người, ngồi xổm hoặc nhảy lo cho, nhịn ăn nhịn thở sống đời dị nhân, ấy là thanh lọc thân tâm, hoài nghi trừ diệt thánh nhân đời này. Tháng ôi khổ hạnh đặc bày, nhân khổ quả khổ biết hay trí cuồng. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin cảm ơn Bác Quát Thá Ná đã gửi bài ạ. Con xin nhường cho Sistina. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn Huynh. Dạ. Con xin phép được đọc bài số 141. Na na ga cha ri ya na cha ta na bang ka na na sa ka than ti la sa yi ka wa ra cho wa cha wa cha lang u ku ti kap pa tha nang so then ti man chang a wi tin na kang kang. Na na gan cha ri ya na cha ta na bang ka
Na na sa ka tan ti la sa yi ka wa ra cho cha lang u ku ti kam pa tha nang so then ti man chang a wi tin na kan kang. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc cho trét mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớt, xiên ngồi xổm, làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na na ka cha ri ya na cha ta na pang ka na na sa ka tan di la sa yi ka wa ra cho cha lang u ku tin kham pa tha nang so tin ti ma chang a vi tin na kan kang na na ka ya na cha ta na bang ka na na sa ka than di la sa yi ka wa ra chu cha lang u kun ti kam pan tha nang so then ti man chang a vi tin na kan kang. Bằng cách lọ thể lang thang hoặc là bệnh tóc cho thang trét mình, hay là bôi mặt bùn sình hoặc như tuyệt thực tổn hình sậy khô, tu gì đất bẩn nằm co, lắm len bụi dính phết nhơ dọa người, ngồi xổm hoặc nhảy lôi chôi, nhịn ăn nhịn thở sống dị nhân, ấy là thanh lọc thân tâm, hoài nghi trừ diệt thánh nhân đời này, tham ngôi khổng đặc bài, nhân khổ quả khổ biết hay trí cuồng của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lần thầy tì nạt. Nam mô Phật Thà Gia, Nam mô Tham Mà Gia, Nam mô Sẵn Kha Gia, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 141. Na na ga cha ri ya na cha ta na pan ka na na sa ka than di la sa yi ka wa ra cho wa chan lang u ku ti ka pa tha nang so then ti mak yang a vi tin na kan khang na na ga cha ri ya na cha ta na pang ka na na sa ka than di la sa yi ka wa ra cho wa cha lang u ku ti ka pa tha nang so then ti mak yang a vi tin na kan khang. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc cho chết mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớp xiêng ngồi xổm, làm con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc, bản dịch của Ngài Minh Châu. Bằng cách lõa thể lang thang hoặc là biển tóc cho than chết mình, hay là bôi mặt bùn xìn, hoặc như tuyệt thực tóp hình sậy khô, tu gì đất bẩn nằm co, lấm len bụi dính, phết nhơ dọa người. Ngồi xổm hoặc nhảy loi choi, nhìn ăn nhìn thở sống đời dị nhân, ấy là thanh lập thân tâm, hoài nghi trừ diệt thánh nhân đời này. Than ôi khổ hạnh đặt bày, nhân khổ quả khổ biết hay cuồng. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nam mô Phật Thà Gia, con xin được kính mời Quang Thanh nha. Quang Thanh, Quang Thanh và còn Xích Nhật Huỳnh nữa, hai vị kính mời nha. Vì nào giơ tay chưa? Con kính ba ngôi tam bảo Đức Phật đã chàng có nói được. Và con cảm ơn con đồng nhật của giáo pháp hai. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng.
Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Đại Đức Tuệ Đức Đại Đức Tịnh Đạt, và con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đại đọc câu pháp cú 141. Kachari rana chara bana than sa qua ra chu bang ut kutika ba ba tha nang so the chang ak quy tin nak kang khang na gachi ri cha cha ta na ban ka na sa ka di la sa ri ka wa ra cha ra chu wa cha la u pu ti ka ba tha nang so thề ti mạch a quy tín na căng khăng, không phải giống lõa thể bện tóc cho chết mình, tuyệt thực lăn sống nhớp riêng ngồi con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc đấy của bạn Châu. À, con xin cảm. Na nang ga cha ri ra na cha ta na ba na sa ka ta di sa di ka wa ra cho wa lang un ku ti ka ta nang so te ti mak chang a quy ti na kang khang sai Naga chiri ra na cha ta na ban ka na sa kan di la sa ri ka wa o wa ra cha lang tim ba tham tha nang so ti mak chang a quy thi tin na căng khăng, bằng cách lõa thể lang thang hoặc là bện tóc chết, hay là mặt bùn sình hoặc như tuyệt thực tóc hình gì đất bẩn nằm co lấm lem bụi hết nhơ dọa người, ngồi xổm hoặc nhảy loi choi, nhịn ăn nhịn thở sống đời dị nhân, ấy là thanh lọc tâm, hoài nghi trừ diệt thánh nhân đời này, than nôi khổ hạnh đặt bài khổ biết hay trí cuồng. Thế của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ, con xin kính mời kính con gửi mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú kính cảm ơn Quang Thanh. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không ạ? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, con tri ân sư. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp cú kinh số 141. Dạ, cảm ơn Minh Quát Thanh ạ. Nana gacchariya na chatta na ban ka na na sakka than dilasa ikawa ra cho quá chạy lăng ột tu ti cap phát tha năng sơ thành tim mát chẳng ách tị quyền a quy tịnh na cạnh thăng
không phải sống lọ thể, bệnh tóc đo trét mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớp xiên ngồi xổm, làm con người được sạch nếu không trừ nghi hoặc. Dạ đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bằng cách lọ thể lang thang hoặc là bệnh tật đo thang trét mình, hay là đôi bôi mặt bùn sình, hoặc như tuyệt thực tấp hình sậy khô. Tu gì đất bẩn nằm co, lấm lem bụi dính, hết nhơ dọa người. Ngồi xổm hoặc nhảy loi choi, nhịn ăn, nhịn thở, sống đời dị nhân. Ấy là thanh lập thân tâm, hoài nghi từ diệt thánh nhân đời này. Than ôi khổ hạnh đặc bài, nhân khổ quả khổ biết hai trí cù. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức, là từ bi hoan hỷ, tiên phong ôn bài pháp quốc kinh số 141. Nhật Bình kính cảm ơn Sích Rạng Đông, Quỳnh học giáo pháp Sích Thi Na, Quỳnh quát Thanh Na, Sích Văn Thanh đã hoan hỷ ôn bài pháp quốc kinh số 141. Và bây giờ thì đã đến giờ học bài mới câu pháp quốc kinh 142. Dạ cảm ơn Minh Bát Thanh Á. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư, trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng giải bài học từ vựng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a tha ha sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a tha sa nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu đa ha sa. Phạm thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, a nhâm vương độc giả ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, a đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Ha Giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ kính lãnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị đã tham gia diễn đàn pháp cú kinh ngày hôm nay ngày thứ hai, và xin được thông báo ngày hôm nay do là ở chùa Quảng Nghiêm có diễn ra thời pháp lễ, cho nên Thượng tọa Tuệ Quyền không có tham dự cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay tại diễn đàn pháp cú kinh. Do vậy thì Tịnh Đạt sẽ điền khuyết cho Thượng tọa Tuệ Quyền để sinh hoạt cho cái buổi học ngày hôm nay.
Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 142. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahang Sammasambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính lễ Chư Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư quý vị tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh. Hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 142, Phẩm Hình Phạt. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 142 có nội dung như sau. Alankato chepi samang charaya Santo danto niyato brahmachari Sabbe su bhute su nithaya dandang So brahmano so samano sa bhikkhu Alangkato chepi samang charaya Santo danto niyato brahmachari Sabbe su bhute su niyathaya dandang So brahmano so samano sa bhikkhu. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Bản Việt ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu, cũng như là bản Việt ngữ văn xuôi của ngài Inda Chana Chánh Thân. Nếu người giàu đã trang sức lộng lẫy mà thực hành sự trầm tĩnh, được an tịnh, đã được chế ngự quả quyết, có sự thực hành phạm hạnh, sau khi bỏ xuống sự hành hạ đối với tất cả chúng sanh, người ấy là Bà La Môn, là Sa Môn, là Tỳ Khưu. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và sau đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 142 này. Câu đầu tiên: Alankato chebi sa mang charaya. Alankato có nghĩa là được trang sức, người được trang sức. Được trang sức. Chê có nghĩa là nếu, pí. Chê pí ở đây thì pí có nghĩa là cũng. Sa măng, sa măng ở đây có nghĩa là sự yên lặng thanh tịnh hay là sự trầm tĩnh.
sự yên lặng trầm tĩnh. Charaya, Charaya, ở đây chúng ta sẽ gặp cái từ này đập đi đập lại hai lần. Charaya là cái sự thực hành, nên không phải là ở đây chia theo cái tha động từ, có sự, sự thực hành mà thực, nên dịch là có thể thực hành, có thể có khả năng, có thể có khả năng thực hành, có thể có thực hành, charaya, có thể có khả năng thực hành, hay là cái có cái hạnh sống, chúng ta có cái từ samancharaya là có thể có khả năng thực hành sự trầm tĩnh, hay là có cái hạnh sống trầm tĩnh. Câu kế tiếp, Santo Danto Niyato Brahmachari. Santo ở đây chúng ta để ý được chia cách chủ cách, cũng giống như là cái từ Alankato. An tịnh, được an tịnh, ở đây là cái người được an tịnh, cái người cũng cũng chung là một người thứ việc, một người dầu là trang sức lộng lẫy, nhưng mà cái người đó đó có cái sự trầm tĩnh, được cái an tịnh. Santo là được an tịnh. Danto, Danto là được chế ngự, được chế ngự hoặc là được thu thúc. Cái từ Danto này rất là hay. Cái từ Danto này là cái từ có thể mình người được huấn luyện, huấn luyện. Tại vì trong cái từ pháp danh của Tịnh Đạt á, thực ra cái từ Đạt á, chúng ta thường chúng ta nghe thì nó là chữ được đạt, hay đạt đến, hay được đạt được. Nhưng mà chữ đạt ở trong cái từ Pali á, là cái từ Danto này đó, đó là cái từ có thu thúc, có rèn luyện, có huấn luyện. Và cái từ Danto này rất là hay. Từ kế tiếp là Niyato, là được quả quyết, được quả quyết. Niyato, Brahmachari, Brahmachari là có cái thực hành phạm hạnh, hay nói cách khác là có cái hành động cao quý. Brahmachari, Brahma cộng với lại từ Chari, Brahma là phạm hạnh, Chari là sự thực hành. Có sự thực hành phạm hạnh, hay là có một cái hành động cao quý. Câu kế tiếp, sappe su phute su nithaya dandang. Sappe su phute su nithaya dandang. Sappe su hay là từ sappa,
được chia theo định sở cách á, thì chúng ta có là e su sắp b su, nó cùng cách với là chữ phu tê su. Sắp b su hay là sắp bá là tất cả, phu tê su có nghĩa là chúng sanh. Tất cả chúng sanh. Ni tha giá, ni tha giá là buông xuống, là bỏ xuống hay là đặt xuống. Ni tha giá. Đan đăng chúng ta thường dùng cái từ này trong cái phẩm là đan đá quốc gá, là hạm phẩm hình phạt. Và cái từ đan đăng, đan đá này nó cũng có nghĩa là hình phạt, mà chúng ta có thể hiểu đó là cái sự hành hạ hay là cái sự đàn áp. Cái từ đan đá này chúng ta hiểu rộng nghĩa ra, bỏ xuống cái sự đan đá đối với tất cả chúng sanh, là từ bỏ đan đá, hình phạt hay là sự hành hạ, sự đàn áp. Rồi chúng ta đến câu kế tiếp là so brahmano so samano sa bhikkhu. So brahmano so samano sa bhikkhu. Chúng ta gặp cái từ so và cái từ xá. Thực ra từ xá thì nó cũng là cái từ so, nhưng mà trong cái văn kệ Pali thì đôi khi tại sử dụng từ xá, có nghĩa là một cái đại từ nghĩa là biết. Brahmano là phạm chí hay là bà la môn, chúng ta âm ra cái từ là bà la môn. Samano âm ra là sa môn. Bhikkhu là tỳ khưu. Brahmano, Samano, Bhikkhu. Palamon, Samon, Tỳ Khưu. Và ba cái từ này đó, thưa quý vị, rằng trong cái danh từ để phân biệt thì có cái sự khác nhau. Tuy nhiên, ở trong cái trường hợp câu kệ ngôn này và cũng trong cái trường hợp của cái duyên sự này, thì ba cái từ này được ám chỉ cho là những cái vị những cái vị đã thoát tục, những cái vị có những cái đặc tính, có những cái phẩm hạnh như trên, như là những gì chúng tôi vừa liệt kê, thì những vị này được gọi là một vị bà la môn, một vị sa môn hay là một vị tỳ khưu chơn chánh. Thì một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên sự thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Thì đó là cái sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 142. Một lần nữa thì câu kệ ngôn pháp cú số 142 như sau. Hà lăng ca tô chê bi sa mang cha rây ya san tô đan tô ni ya tô brahma cha ri sa bê su phu tê su ni tha ya đan đăng so brahmano so samano sa bhikkhu. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ, hoặc là bản Việt ngữ của ngài Giới Đức. Người kia dẫu đẹp phục trang nhưng đời thanh tịnh tịnh an tục trần, sáu căn chế ngự tinh thuần, sống đời phạm hạnh trong ngần pha lê, bước trên chánh đạo mà về, từ tâm vô lượng chẳng hề trượng đau. Tỳ kheo phạm chí khác nào sa môn khất sĩ, gọi sao cũng là. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá. Nhờ đó là phần sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 142, và chúng ta sẽ tiếp tục theo
đó là cái phần duyên sự của câu kệ ngôn này. Và hôm nay cũng là cái buổi điền khuyết cho Thượng tọa Tuệ Quyền cho cái buổi sinh hoạt tại chùa. Thì nếu còn thời gian cuối cái buổi sinh hoạt thì Tịnh Đạt cũng xin được trả lời giải đáp cho cái câu hỏi buổi sinh hoạt ngày hôm trước về cái câu hỏi của Bác Bát Thà Nát, câu kệ ngôn Pháp Cú số 92. Thì nếu còn thời gian sinh hoạt thì chúng ta sẽ nói về cái câu của cái câu hỏi sinh hoạt hôm trước. Và bây giờ quay lại cái buổi sinh hoạt hôm nay thì câu kệ ngôn Pháp Cú số 142 này được Đức Thế Tôn Ngài thuyết khi Ngài ngự tại khi Ngài ngự tại Chê Tâu Quá Nát, chùa Kỳ Viên. Và cái câu kệ ngôn này thì có cái duyên sự đề cập đến một cái vị đại thần tên là Santati. Mà nếu xét cho kỹ đó thì cái duyên sự này ngay cái thời điểm mà Đức Phật Ngài thuyết cái duyên sự, thuyết cái câu kệ ngôn này, lúc đó vị đại thần Santati đang giữ một cái chức vị là một vị vua. Bởi vì cái công lao của vị đại thần này đã giúp cho đức vua Basenadi ở xứ Kosala dẹp trừ phiến loạn ở biên cương, giữ gìn cái hòa bình cho đất nước. Cho nên đức vua Basenadi đã cho một cái đặc cách vị đại thần Santati này, giống như là một vị thống soái, đặc cách cho vị đại thần Santati này, ban thưởng cho vị thống soái này một cái đặc ân, tức là được giữ cái cương vị là một vị đế vương trong vòng 7 ngày, được làm vua trong vòng 7 ngày. Thì sau khi mà họ nhận cái đặc ân đó của đức vua thì ngay lúc này chúng ta có thể gọi là đức vua Santati. Theo lẽ thường thì khi nhận đặc ân, nhất là một cái vị trí có quy quyền như là một vị đế vương, thì lập tức vị đế vương này thỏa mãn cái thú vui của mình, say sưa cả ngày múa hát cùng với lại những cô vũ nữ. Và cái ngày đến ngày cuối cùng của cái đặc ân, tức là ngày thứ bảy đó, thì đức vua Santati trang sức, phục sức rất là nhiều châu báu lộng lẫy, cởi trên một cái thớt tượng nguy nghi để đi dạo chơi ở trong kinh thành. Và khi mà đi dạo trong kinh thành như vậy đó thì đức vua Santati đã bắt gặp hình ảnh Đức Phật và Chư Tăng trì bình khất thực. Và khi lúc đó thì có mỉm chào, có chào Đức Phật và Chư Tăng. Lúc đó Đức Phật Ngài nở một cái nụ cười, và Đại Đức Ananda hỏi cái nguyên nhân cho cái sự việc mà Đức Phật Ngài mỉm cười. Đức Phật Ngài mới bảo Ngài Ananda rằng
Đức vua Santati. Tuy rằng hôm nay phục sức trên người rất là lộng lẫy các cái trang sức và đang vui chơi múa hát, nhưng mà ngày hôm nay đó thì Đức vua Santati sẽ ngộ đạo, và chẳng những thế sẽ dùng cái khả năng, cái thần lực của mình bay trên hư không để mà kể về cuộc đời của mình và sau đó niết bàn. Thì cái tin này được lan truyền rộng rãi trong kinh thành, nhiều người biết đến, và có hai nhóm, có hai cái thái độ khác nhau đối với cái tin này, đối với cái tin rằng Đức Phật sẽ tiếp độ Đức vua Santati, Đức vua tạm thời. Với cái ngoại hình, với cái hiện cái sự việc đó là Đức vua Santati đang vui chơi say thì làm sao mà có thể nghe pháp đắc đạo? Thì một nhóm sẽ tập trung lại và sẽ chờ xem cái sự việc mà Đức Phật ngài nói nó sẽ không đúng, nó sẽ không xảy ra, và lúc đó họ sẽ vịnh vào cái cớ đó mà chê bai Đức Phật. Còn một nhóm có niềm tin nên Tam Bảo thì cũng tụ tập lại để mà chờ đón xem những cái tình tiết câu chuyện mà Đức Phật ngài đã tiên đoán trước. Thì trở lại với lại cái Đức vua tạm thời Santati, khi mà vui chơi say xỉn cùng với những cái cô vũ nữ, và trong đó thì có một cô vũ nữ vì muốn được lấy lòng cũng như là trổ hết tài năng của mình, cho nên cô rất là chịu khó để mà giữ dốc ván của mình. Cô không có ăn uống nhiều để mà không có bị khó khăn trong cái việc mà mua hát. Chính vì cái việc mà ít ăn uống không có đủ á, thì đến cái ngày vui cuối cùng, cái ngày thứ bảy, thì sức khỏe cô tuột dốc một cách thảm hại. Và trong khi mọi người đang vui ca múa hát á, thì cô ngã ra, cô lăn ra sàn, cô lăn ra đất và cô chết ngay tại chỗ. Nếu mà bây giờ chúng ta có thể nói rằng cô bị đột tử, cái nguyên nhân thì trong kinh thì ghi là cô chỉ là ăn uống rất là khắt khe để mà phục vụ cho cái việc múa hát. Thì trước một cái tình huống xảy ra đột ngột ở trong cái đám can kỹ nữ, thì Đức vua tạm thời Santati tự nhiên lấy làm hoảng hốt, giật mình, và tất cả những cái chất men ở trong người bỗng chốc tan biến, hoảng hồn và cảm thấy rất là hụt hẫng. Và cái vị Santati này không còn cái gì để mà bám víu trong cái lúc hụt hẫng đó, mới nhớ chợt lại lúc sáng có đi trong kinh thành gặp Đức Phật, và nghĩ chỉ có Đức Phật là cái vị cuối cùng có thể giúp được cái vị Đức vua tạm thời Santati này trải qua được cái cảm giác hụt hẫng. Cho nên lập tức cái vị vua tạm thời Santati này đến chùa để mà gặp Đức Phật.
Thì đây là cái lúc mà rất là hợp thời để mà Đức Phật ngài giảng đạo, ngài thuyết pháp. Thưa quý vị, rằng đây là một cái trường hợp không phải là hy hữu ở trong Phật pháp, ở trong Phật giáo. Và cho đến ngày hôm nay đó, thưa quý vị rằng tất cả mọi người chúng ta đó, người Phật tử hay là không, người không phải là Phật tử, người có tâm đạo hay là người thường không có tâm đạo, đối diện trước cái mất mát của người thân, của người quen, thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ ngay đến chùa chiền, đến những cái vị tu hành. Một mặt đó là nhờ những cái vị tu hành làm những cái lễ ma chay, một mặt thì là nhờ những cái vị có nhiều cái tâm tu có thể chia sẻ, làm giảm bớt đi cái nỗi mất mát đó. Và thưa quý vị rằng chính những vị xuất gia ở trong chùa đó, những vị sư đó, đây là những cái cơ hội mà có thể tiếp độ, hướng dẫn người ở trong gia đình có người thân mất đó, biết đến Phật pháp, hiểu được Phật pháp. Bởi vì Phật pháp nó không có cái gì xa lạ, không có cái gì cao sang, không có cái gì kín đáo, mà chỉ là giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra cái sự thật mà thường ngày chúng ta bỏ qua, giống như là cái chết, cái bệnh, cái già, nó rất là hiển nhiên, nó rất là thật ở trong cái đời sống, nhưng mà bình thường thì chúng ta không có để ý. Và đến khi tử thần gõ cửa, thiên sứ gõ cửa, thì lúc đó chúng ta mới phát hiện. Và nhiều khi á, nhờ những người khác, những người có tâm tu, những người có cái tâm đạo nhắc nhở, thì chúng ta mới giật mình tỉnh giấc. Chứ vì vậy thấy có nhiều cái buổi lễ tang gia cho trong gia đình đây, thì cũng có người mất, nhưng mà tổ chức thì nói chung là theo cái bên ngoài thì người ta cũng tụ tập đi viếng, nhưng mà tụ tập sau đó là cũng rượu chè, rồi xảy ra những cái sự việc đó không có tốt. Thì chính rằng cái sự chết nó xảy ra đó, nhưng mà bản thân những người đó vẫn không có tỉnh, không có thức tỉnh được, thì phải nói rằng rất là tội nghiệp cho những cái người đó. Thì trong trường hợp này, trong cái duyên sự này, thưa quý vị cũng vậy. Một vị đại thần, một vị thống soái, và hiện tại thì được một cái đặc ân, đó là một cái vị giữ chức một cái vị vua tạm thời trong vòng 7 ngày. Nhưng đối với cái việc đó là chứng kiến cái người mà cùng vui vẻ với mình trong suốt 7 ngày mà đột tử chết trước mặt của mình, thì cái vị vua tạm thời sang tới tí này giật mình và tìm đến Đức Phật. Và Đức Phật ngài biết rằng cái tâm hoảng hốt, chán nản về cái chết, của chứng kiến cái chết của người kỹ nữ đó, làm cho tâm của vị vua tạm thời sanh tới tí này sẵn sàng để mà nhận ra cái sự thật cuộc đời. Và lúc đó thì Đức Phật ngài đã khéo léo để mà sắp tấn, để mà giảng pháp cho ông. Lúc đó Đức Phật ngài đã giảng một cái thời pháp nói về cái vô thường, cũng như là nói về cái việc đó là không có mong cầu
những cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ, cũng không có mong cầu những cái sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, mà hãy là chính mình ngay trong lúc hiện tại. Rồi Đức Phật Ngài mới đọc lên một cái câu kệ: Yang bupe tang vi so se hi bai cha te ma hu kinh cha năng ma che che no ga he sa ti ga he sa si ba san u ba san to cha ri sa ti ti. Dĩ vãng từ trước quên đi, hậu lai chưa đến can chi mà hồng. Hiện tại cứ để tâm không, vô cầu vô chấp, bền lòng an vui. Khi mà dứt cái câu kệ ngôn đó, lập tức cái vị vua tạm thời Santati này đắc quả A-la-hán. Chứng đắc quả A-la-hán. Và đây cũng là một cái trường hợp, trong một trong những cái trường hợp hy hữu, là một vị thánh nhân A-la-hán khi còn là cư sĩ. Và sau khi đắc quả A-la-hán, xét thấy tuổi thọ mình không còn bao nhiêu, phải viên tịch. Tại vì thưa quý vị rằng, quả vị A-la-hán rất là cao thượng và trong sạch, không thể nào không thể nào một cái hình dáng một người đời, một người cư sĩ có thể trụ, có thể tồn tại với cái quả vị A-la-hán. Một là cái vị đó phải niết bàn, hai còn tuổi thọ là cái vị đó phải xuất gia với cái tăng tướng là một vị tu sĩ. Thì trường hợp này, vị đại thần, vị vua tạm thời Santati đã hết tuổi thọ, cho nên sau khi chứng quả đạo A-la-hán quả thì xin được nhập niết bàn. Và Đức Phật Ngài bảo với vị vua tạm thời Santati hãy bay lên hư không và nhắc lại cái tiền kiếp của mình. Nhắc lại cái tiền kiếp của mình, có cái duyên, có cái nhân nào, có cái duyên nào mà ngay trong cái thời hiện tại có được cái quả vị, có cái phước như vậy. Thì lúc đó vị vua tạm thời Santati đã bay lên hư không và kể lại cái tiền kiếp của mình. Thì ở đây Tịnh Đại cũng xin vắn tắt cái tiền kiếp mà thôi. Cái tiền kiếp của vị này thì là một người cư sĩ rất là ăn nổ ở trong cái việc đạo tâm và mong muốn lôi kéo những cái người khác tạo thiện pháp. Mong muốn lôi kéo những người khác tạo thiện pháp. Và chính vì vậy mà được những cái người ủng hộ, và nhất là Đức Vua Ngài ủng hộ, Ngài ban thưởng, Ngài trao cho là những cái vòng hoa, những cái trang sức, những ngựa báo, những xe báo, những voi báo, để mà làm cái điều kiện, để mà kêu gọi, để mà thúc giục tất cả mọi người cùng nhau làm cái thiện phước. Chính vì vậy mà cái ngày hôm nay cái vị đại thần hay là vị vua tạm thời Santati có nhiều cái phước báo, nhiều cái trang sức, và đặc biệt đó là được giải thoát ngay trong cái kiếp hiện tại này. Và sau khi kể về cái tiền thân của mình xong thì vị đó đã nhập niết bàn ở trên không và để lại xá lợi. Và đây cũng là cái trường hợp, một trong những cái trường hợp rất là ít, một cái người thánh nhân A-la-hán khi niết bàn vẫn còn là cư sĩ. Thì quý vị nhớ lúc mà Đức Vua Tịnh Phạn trên giường bệnh cũng đắc quả A-la-hán, sau đó cũng niết bàn, cũng viên tịch, thì lúc đó cũng vẫn là thân cư sĩ.
Thì đó là những cái trường hợp mà chúng ta có thể note lại để mà chúng ta có thể nhớ những cái trường hợp đặc biệt. Và sau khi sự kiện đó kết thúc, sau khi cái sự kiện đó kết thúc thì có một cái nghi vấn, một cái thắc mắc, một cái thắc mắc trong chư tăng cũng như là trong quần chúng. Một vị thánh nhân đạo trong một cái hình tướng là người cư sĩ, và cái người cư sĩ này á đang là một cái vị vua tạm thời, cho nên trên người đeo nhiều cái trang sức, nhiều cái vòng hoa, thì nó không giống như thường lệ. Một vị A-la-hán phải là một vị chân tu, một vị thoát tục. Thì cái thắc mắc này đã khởi lên ở trong tăng chúng cũng như là ở trong quần chúng. Đức Phật ngày sau khi mà nghe được cái thắc mắc này á, thì ngài mới giải thích. Và sau đó ngài kết thúc bằng cái kết đúc kết bằng cái câu kệ ngôn mà chúng ta học ngày hôm nay là một câu 142. Câu 142. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Thì chúng ta để ý đây là những cái mô tả để giải đáp trong cái việc thắc mắc của trong chư tăng cũng như là trong quần chúng. Tuy rằng trang sức, nhưng mà cái vị đó có cái tâm hồn là Samancharya, là có một cái đời sống an tịnh, trầm tĩnh. Là tuy là trang sức nhưng mà cái vị đó đó là Santo Danto Niyato Brahmachari. Cái vị đó sắp Bê Phu Tê Su Niya Tha Đàn Đàn, có những cái tính chất, những cái phẩm hạnh sống trầm tĩnh, an tịnh, có cái sự khéo thu thúc, từ bỏ đàn áp gậy gộc đối với tất cả muôn loài chúng sanh, thì cái vị đó là cái vị đã giải thoát, được gọi là Bà La Môn, được gọi là Sa Môn, được gọi là Tỳ Khưu, Brahmano, Samano hay là Bhikkhu. Và trong trường hợp này thưa quý vị, rằng Brahmano, Samano hay Bhikkhu được hiểu là một vị thánh vô lậu. Vị thánh vô lậu. Bởi vì trong chư tăng cũng không biết gọi cái vị này là như thế nào. Tại vì là người cư sĩ mà nhập Niết Bàn, cho nên không, cái vị này không phải là người xuất gia, thì có được gọi là tỳ kheo hay không, hay là gọi vị đó là một Bà La Môn, hay là gọi vị đó là một Sa Môn. Thì Đức Phật ngày đã xác định khi mà không còn cái lậu hoặc nữa, không còn phiền não nữa, thì cái vị đó được xứng gọi là một vị tỳ khưu, một vị Bà La Môn hay một vị Sa Môn. Thì đó là cái duyên sự ở trong câu kệ ngôn pháp cú 142 này. Thưa quý vị, rằng thật ra cái duyên sự và cái câu kệ ngôn pháp cú để giải thích cho mình hiểu rõ về một cái tính chất, một cái phẩm hạnh của một vị A-la-hán, một vị vô lậu. Nhưng trong cái duyên sự này có một cái bài pháp khác mà rất là quan trọng, mà Tịnh Đạt cảm thấy rằng mỗi người chúng ta có thể áp dụng trong cái đời sống của mình. Đó là cái bài pháp khi mà cái vị Đức Vua Tạm Thời Santati chứng kiến cái người kỹ nữ, vũ nữ bị đột quỵ chết trước mặt của mình. Bởi vì trong suốt những ngày qua cùng nhau vui chơi, cùng nhau ca hát, mà bây giờ tự nhiên cái vô thường tắt thở,
không còn một cái sinh hoạt nào như lúc trước nữa. Thì cái trường hợp này á, nó rất là gần gũi, nó rất là thường xuyên mà chúng ta có thể bắt gặp trong gia đình mình, trong quyến thuộc mình, trong họ hàng, trong làng xóm. Và bất cứ mà chúng ta đi ở trên đường, chúng ta gặp những cái đám ma chay thì chúng ta cũng nên nhớ cái bài kệ này, nhớ cái tình huống này. Ở trong kinh Trung Bộ Kinh thì cũng có một cái bài kinh liên quan đến cái việc mà Đức Phật Ngài nhắc không có nên nghĩ về quá khứ, cũng không có nên nghĩ về cái tương lai, mà chỉ chú trọng ở nên cái hiện tại. Và chú trọng ở cái hiện tại là sao thưa quý vị? Rằng là quán sắc thọ tưởng hành thức không phải là tự ngã, không phải là ta, cũng không phải là của ta. Đó là cái việc cần nên làm ngay trong cái hiện tại này, chứ không phải là suy nghĩ về cái chuyện ta như thế nào trong quá khứ, ta như thế nào trong tương lai, và chúng ta mãi đắm chìm ở trong cái suy nghĩ đó. Mãi đắm chìm trong cái suy nghĩ, trong cái quá khứ ta đã như thế nào và trong tương lai ta sẽ như thế nào, mà hãy quan trọng ở trong ngay lúc hiện tại này, ta có chấp sắc thọ tưởng hành thức là tự ngã của ta hay không. Chính vì cái việc đó là ngay trong hiện tại này luôn luôn ý thức được cái việc vô thường, khổ, vô ngã, cho nên giúp được mình hiểu được cái giáo pháp, hiểu được cái sự thật. Chứ thời gian phần, thời gian nhiều, thời gian đầu tư cho cái việc mà phóng túng nghĩ đến cái quá khứ hay là cái tương lai thì nó trở thành vô ích. Cái bài kinh đó chúng ta đọc nghe rất là thường, có thể là chúng ta đọc ở trong những cái giờ công phu. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều chỉnh được, không ai định được với đại quân thần chết. Chú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, mực an tình trầm lặng. Dạ thưa quý vị rằng qua câu kệ ngôn Pháp Cú số 142, tịnh đàn xin được chia sẻ với cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Tịnh đàn xin được kết thúc cái chia sẻ qua câu kệ ngôn Pháp Cú số 142 tại đây. Xét thấy cũng còn một ít thời gian thì xin phép quý vị chúng ta trở lại cái buổi sinh hoạt ngày hôm trước, nói về câu kệ ngôn Pháp Cú số 92. Thì thực ra thì để giải thích thêm về cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 92, ở đây thì một số các vị có tham gia thì chúng ta sẽ theo dõi. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 92 có một cái điểm đó là nói về ba cõi bốn loài, năm đường luân hồi, bảy nơi nhàn cảnh và chín cõi tịnh cư. Dạ, chúng ta sẽ nói ngắn gọn ở trong cái buổi sinh hoạt này luôn. Ba cõi Tayo Phawa hay là ba cái nơi tam giới thức tái sanh. Ở đây ba hữu thì đó là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, hoặc là tam giới dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bốn loài Chattasoyo Niyo thì được nói đến đó là
noãn thai thấp hóa, tức là cái cách thức để mà sinh ra của các loài chúng sanh, sinh ra trong cái bào thai là trứng, sinh ra trong cái bào thai là con vật, là người, sinh ra là bằng cách là hóa hiện, sinh ra ở nơi ẩm thấp. Năm đường luân hồi, cái chỗ này Bác Quá Tha Ná có nêu cái câu hỏi là có nơi thì nói năm, có nơi thì nói sáu. Và đúng như vậy, là năm đường luân hồi ở đây thì nói chỉ ám chỉ cho năm hay là sáu, được phân chia ra làm hai, đó là cõi vui và cõi khổ, Sukkati và Dukkati. Cõi cõi vui á thì chúng ta có gọi là cõi người và cõi trời. Cõi người và cõi trời nói chung, cõi trời ở đây gồm có sắc giới và vô sắc giới. Cõi người và cõi trời, và cõi khổ á thì có chỗ là kể ba: súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Có chỗ thì kể bốn, đó là ngạ quỷ, súc sanh, ngạ quỷ, súc sanh, cái gì, ngạ quỷ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, Atula cộng với lại hai cõi vui là người và trời á, thì là sáu. Bởi vì Tịnh Đạt nghĩ từ Atula Asura đó thì cũng được liệt kê, đó là những vị có thần lực, có thần lực nhưng mà mang một cái tư tưởng tà kiến, hoặc là có một cái chấp, có một cái chấp. Cho nên cũng có thể chính vì vậy mà liệt kê thành năm, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người và trời. Và cái từ đê vá, từ trời ở đây nó cũng có thể ám chỉ cho bao gồm cả Atula, Atula địa, Atula thiên. Tức là có những cái loài Atula không khó chịu cái cảnh khổ mà là có cái tà kiến, có cái tà kiến chấp sai, nhưng mà có cái thần lực. Cho nên có thể chính vì vậy mà có chỗ thì kể năm, có chỗ thì kể sáu. Trong cái chú giải thì có đưa dẫn chứng, có đưa dẫn chứng kể năm ở trong cái trường bộ kinh 3, Tăng Chi Bộ Kinh, Niddesa, cũng như là Visuddhimagga. Và có chỗ thì kể sáu thì được để kể rộng ra đầy đủ, kể rộng ra đầy đủ. Thì đó là cái trả lời cho cái câu hỏi năm đường luân hồi. Cái nữa đó là bảy nơi nhàn cảnh, hay là Sattavinyanatiyo. Sáu nơi, bảy nơi nhàn cảnh nha. Bảy nơi nhàn cảnh, bảy nơi nhàn cảnh ở đây thì để đặt copy cho quý vị thấy luôn. Bảy nơi nhàn cảnh, hay là bảy nơi nhàn cảnh ở đây nha. Được liệt kê đó là cái cõi, hay là bảy cái nơi mà cái thức tái sanh trú. Cái thức Vinyana là thức, Vinyana là thức. Cái nơi mà cái tâm thức trú đó, thưa quý vị, thì được chia ra làm bảy nơi. Bảy nơi thì ở đây chúng ta có là, thứ nhất đó là có cái nơi thân vị, tưởng vị, vị là khác, thân thì cũng khác, mà tư tưởng hay là cái thức cũng khác. Cái này thì phân tích cũng hơi dài dòng, nhưng mà chúng ta có thể hình dung đó là
cái nơi mà chúng sanh có cái thân tướng khác và cái thức tái sanh cũng cũng khác. Đơn cử đó là cái cõi nhân loại thì chúng ta có cái thân tướng khác nhau, cũng có cái thức tái sanh khác nhau, cái thức an trú khác nhau, giống như là vô nhân, rồi hữu nhân, nhị nhân, tam nhân. Rồi cái nữa là thân dị tưởng đồng. Thân dị tưởng đồng là thân khác nhau mà cái tư tưởng hay là cái thức nó giống nhau. Thì là những cái chúng sanh ở, hay là những cái vị phạm thiên ở ba cõi sơ thiền. Ba cõi sơ thiền, cái thứ ba đó là có cái thân đồng tưởng dị, có thân giống nhau mà cái thức hay là cái tư tưởng nó khác nhau. Đó là những vị phạm thiên ở ba cõi nhị thiền. Tiếp theo đó là có thân đồng tưởng đồng, tức là thân tướng cũng giống nhau mà thức cũng giống nhau. Thân đồng tưởng đồng, đó là ba cõi chư thiên ở phạm thiên ở ba cõi tam thiền. Và cái thứ năm đó là chư thiên ở cõi không vô biên xứ. Thứ sáu là phạm thiên ở thức vô biên xứ. Và thứ bảy đó là phạm thiên ở vô sở hữu xứ. Đó là bảy cái nơi thức hay là cái tư tưởng an trú. Cái này thì thực sự ra thì nó cũng hơi rắc rối một tí xíu, nó nhiều cái chi tiết ở trong đây. Cái nữa đó là chính cõi tịnh cư. Chúng ta có chính cõi tịnh cư. Thì chính cõi tịnh cư này đó là, chúng ta chắc để cái link cho quý vị có thể tự vào đây chúng ta thấy được rõ nhiều hơn. Tại vì đây là cái đường link mà quý vị có thể tìm hiểu trong cái quyển, trong cái bộ sách chú giải người và cõi. Tịnh Đạt tìm được cái thông tin ở trên đây. Người và cõi. Chính hữu tình cư đó là, thứ nhất đó là chúng sanh có cái thân khác nhau. Thứ hai đó là chúng sanh có cái thân giống nhau. Thứ ba đó là chúng sanh có cái tâm gì, tâm tục sinh khác nhau. Thứ bốn đó là có cái tâm tục sinh giống nhau. Thứ năm đó là cõi vô tưởng. Thứ sáu là cõi không vô biên xứ. Thứ bảy là thức vô biên xứ. Thứ tám là vô sở hữu xứ. Và thứ chín là phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Thì cái này chắc quý vị có thể tìm hiểu thêm trong cái đường link này ha. Dạ, trong cái đường link này. Hoặc là có những cái tư liệu để tham khảo thêm. Để mà giải thích hết cái này thì chắc cũng có thể là chúng ta cũng mất nhiều thời gian. Như vậy thì cũng như là kết thúc cái buổi sinh hoạt này qua câu kệ ngôn 142, và cũng như là nêu ra một cái vài cái ý ở trong cái sinh hoạt kỳ trước qua câu kệ ngôn số 92. Dạ, thì đó là cái buổi sinh hoạt của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ đã hết thời gian rồi thì xin kính mời các vị MC trở lại với diễn đàn. Và một lần nữa chúng con xin kính chúc chư tăng và tất cả quý vị có nhiều cái sức khỏe, được an vui. Nam mô Buddhaya. Dạ, kính mời các vị MC trở lại với diễn đàn ạ.
Dạ, sa thu lần thầy, thay mặt đại chúng trong rung còn thành kính tri ân đại đức Kinh Đạt TV Hoan Hỷ thuyết giảng bài kinh pháp cú ngày hôm nay, nên hàng Phật tử chúng con học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích và sự tiến hóa con chính tri ân đại Kinh Đạt cũng như thế này. Đại đức đã giảng giải bài câu hỏi của con ngày hôm qua. Dạ, con một lần nữa xin được thay mặt đại chúng trong rung kính cung thỉnh đại đức minh hành từ bi Hoan Hỷ thay mặt cho đại đức trang để chúc phúc cho rum. Dạ, con kính đa đặng cùng thiền đại đức minh hạnh. Dạ, con kính đại lễ cùng thiền đại đức minh hạnh. Anh với đại đức minh hạnh có chức mai không? Sư đại đức không nghe. Dạ, dạ kính cùng thiền đại đức. Bồ Tát Sâm Măng Lăng Rạc Khăn Tô Sáp Bề Đề Quán Tát Sáp Bồ Bồ Đà Nữ Hoa Quê Na Sa Đa Sa Thi Phạm Quân Tư Tê Bồ Tát Sáp Bồ Măng Lăng Rạc Khăn Tô Sáp Bề Đề Quán Tát Sáp Bồ Hàm Ma Nữ Hoa Quê Na Sa Đa Sa Thi Phạm Quân Tư Tê Bồ Tát Sáp Bồ Măng Lăng Rạc Khăn Tô Sáp Bề Đề Quán Tát Sáp Bồ Thăng Kha Nữ Hoa Quê Na Sa Đa Sa Thi Phạm Quân Tư Tê. Tất cả phương quang có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Thú xa thú làm tay, và chúng con xin được thành kính tri ân đại đức minh hạnh đã tùy bi hoàn hỷ thay mặt cho đại đức tăng để chúc phúc cho đông sâu thì kẻ pháp. Abhatana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngữ yên hằng ngày cứ nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thất nơi cây bồ đề chúng con xin hỏi họp về sẽ dùng pháp khi tiền bề cúng dâng rồi xin hổ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hằng xa tỳ khưu trắng vẫn che già.